Vào một đêm tối gió lớn, nữ chính tên là Thính Giao nghe tin gia đình bị sát hại. Người cha trên giường bệnh đã nói với cô rằng mang theo ngọc bội đến tìm Phương Đốc Quân, hai nhà đã có hôn ước từ lâu, phải đảm bảo cho cô thoát ly an toàn. Lúc này, một người đàn ông dẫn theo binh sĩ xông vào, người đàn ông ra lệnh cho cấp dưới đưa tất cả những người còn sống đi. Nữ chính cầm dao muốn giết chết người đàn ông, nhưng bảo mẫu đứng phía sau lại bị người đàn ông bắn chết khi cô đang cố gắng bắn anh ta. Thính Giao rất tức giận, muốn cầm lưỡi lê giết chết người đàn ông, nhưng lại bị anh ta trực tiếp bắt đi. Khi người đàn ông dẫn theo phụ nữ đi, một cô gái khác tìm thấy một thứ gì đó trên người cha của Thính Giao và mang đi. Người đàn ông tên là Phương Thiên Giật, sau khi anh ta đưa Thính Giao về, anh ta đã trói cô vào đầu giường và tự cởi áo, cô nghĩ rằng anh ta có ý đồ xấu. Trong lúc cô còn đang vùng vẫy thì Phương Thiên Giật đã rút ra một con dao găm đâm bên cạnh cô, đồng thời đe dọa nếu cô còn cử động sẽ cắt lưỡi. Cô biết mình không thể vùng vẫy được nữa, chỉ còn biết nghe theo. Khi anh ta đi ra ngoài, cô liền dùng châm cài tóc để mở còng tay. Khi Phương Thiên Giật trở lại chỉ thấy một chiếc còng, người đã trốn thoát. Thính Giao ngay lập tức đến phủ Đốc Quân tìm Đốc Quân, nhưng lại bị ngăn cản ngay tại cổng bởi người hầu. Lúc này, cô lại gọi được em gái mình là Đồng Nhạn Nhi. Cô muốn em gái giúp mình giải thích, nhưng cô ta lại phủi tay không nhận, và từ lời kể của người hầu, Thính Giao biết rằng Yến Nhi giờ đã trở thành thiếu nải nải của phủ Đốc Quân. Yến Nhi còn lén lút tiến đến bên cạnh Thính Giao để chế nhạo cô, chính vì người cha chưa bao giờ để lộ diện mạo của cô. Cô ta thậm chí còn cố tình khiến Thính Giao tự làm mình bị thương để đuổi cô đi. Lúc đó, bà lão trong phủ Đốc Quân tiến lại, Thính Giao vội vàng giải thích rằng mình mới là tiểu thư nhà Đồng. Bà lão nói rằng ngày hôm qua, Đồng Thính Giao đã giao thư từ và ấn chương của Đồng lão ra cho bà. Đồng Thính Giao kể rằng cha cô đã đưa cho mình một chiếc ngọc bội, nhưng bây giờ cô lại không thể lấy ra được. Bà lão cho rằng Đồng Thính Giao là kẻ lừa đảo và quyết định đuổi cô đi, trước khi đi còn đánh cô một trận. Đúng lúc Đồng Thính Giao suýt ngã xuống, một người đàn ông đã đỡ lấy cô. Thiếu gia Phương Dư Trạch của phủ Đốc Quân trở về đúng lúc thấy Thính Giao đang bị bắt nạt, anh nói với bà nội rằng đừng bắt nạt cô ấy, bởi vì danh tiếng là điều quan trọng nhất đối với các cô gái, và một cô gái tự xưng là hôn thê của mình chắc chắn là có vấn đề. Anh còn nói rằng anh có thể đưa cô về phủ Đốc Quân để điều tra. Yến Nhi lo sợ mình sẽ lộ ra nên đã chủ động xin bà lão tha thứ và nói rằng muốn giữ Thính Giao lại, vì cô ấy chỉ là một cô hầu từ quê lên, nên cầu xin cho cô ấy ở lại phủ làm người hầu cho mình, và bà lão cũng đồng ý. Thính Giao không ngờ người cứu mình lại chính là Phương Dư Trạch, hai người từ nhỏ đã từng gặp mặt nhau. Phương Dư Trạch đưa Yến Nhi trở lại phòng, còn Thính Giao thì bị Yến Nhi nhốt trong một căn phòng chật hẹp, cô ta lại tiếp tục chế nhạo cô. Cô ta giữ cô lại cũng vì sợ lộ chuyện. Cô không hiểu tại sao mình lại tốt với Yến Nhi như vậy mà cô ấy lại đối xử với mình như thế. Yến Nhi nói trước đây luôn cho cô những điều tốt nhất, bây giờ cô chỉ muốn lấy lại những thứ thuộc về mình. Cô ta dùng giày đạp lên vai cô và nói rằng cô ta bây giờ chỉ là một con chó của mình. Yến Nhi vô cùng độc ác, còn ném chiếc bát xuống đất và bắt cô phải nằm ăn trên mặt đất. Không hề biết rằng Phương Dư Trạch đã nghe thấy tất cả những điều này từ bên ngoài cửa, và chỉ sau khi cô ta rời đi, anh mới tiến vào. Anh đã hỏi Thính Giao cùng một câu hỏi mà Yến Nhi không thể trả lời, chỉ có cô mới trả lời được, Phương Dư Trạch trong lòng đã có câu trả lời. Thính Giao muốn chứng minh thân phận của mình chỉ có thể dựa vào chính mình, bà ma ma trong nhà bảo cô không được vào phòng của các thiếu gia. Thính Giao định tìm Phương Dư Trạch nhưng lại vô tình lạc vào phòng của Phương Thiên Giật, cô lại bị anh ta ném lên giường. Lúc này bà lão đến, chỉ thấy hai người được phủ kín bởi chăn và quần áo rơi vãi khắp nơi trên đất, mọi người đều hiểu chuyện gì đã xảy ra. Bà lão thấy cảnh tượng trước mắt chỉ đành rời đi trước, Phương Thiên Giật liên tục bịt miệng Thính Giao, thậm chí tay còn bị cô cắn đến chảy máu. Khi mọi người đã rời đi, anh ta mới buông tay, cô nói rằng muốn giết anh ta. Anh ta còn nói rằng một cô người hầu nhỏ xông vào tòa đông nơi các thiếu gia ở, nếu bị phát hiện thì đã sớm bị kéo ra ngoài đánh chết. Thính Giao không hề muốn rời đi, kết quả là Phương Thiên Giật cầm súng đe dọa cô lấy hộp thuốc trong tủ ra để tự xử lý vết thương cho mình. Cô ban đầu muốn tìm kẻ thù để trả thù, nhưng phát hiện ra rằng hắn chính là Đốc Quân của Giang Thành, cô lại không biết nên trả thù như thế nào. Sau khi cô giúp anh ta băng bó vết thương xong, cô muốn rời đi, anh ta vẫn cầm súng chơi đùa trong tay, cô dường như không sợ, chỉ cảm thấy nếu anh ta muốn giết mình thì cứ việc. Chuyển cảnh, Yến Nhi phát hiện Thính Giao không ở trong phòng, cô ta vội vàng đi tìm cô. Ngay khi Thính Giao vừa ra ngoài thì đã bị bà lão thấy, một nhóm người lao vào đánh cô một trận thật độc, thậm chí còn nói muốn bán cô đi làm ở lầu xanh. Lúc này Yến Nhi tới giả vờ can ngăn, nhưng lại lợi dụng sơ hở đẩy cô xuống từ lầu dưới. Cảnh tượng này vừa lúc bị Phương Dư Trạch và Phương Thiên Giật chứng kiến cùng lúc, nhưng Thính Giao vẫn bị Phương Thiên Giật đưa đi. Khi Thính Giao tỉnh dậy, Yến Nhi vẫn giả vờ quan tâm chăm sóc cô, nhưng kết quả cô lại trở nên mất trí, cô thậm chí còn không nhớ mình tên là Thính Giao. Yến Nhi giả vờ rất ngạc nhiên, nhưng tất cả những điều này đều bị Phương Thiên Giật nhìn thấy, anh ta còn bảo Yến Nhi đừng giả vờ nữa, bây giờ Thính Giao là người của anh. Lúc này bà lão đến và bảo bà Trần đưa Thính Giao đi, nhưng lại bị Phương Thiên Giật ngăn lại, anh nói cô ấy vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.
Anh còn nói Thính Giao là người của mình, bà lão không ngờ Phương Thiên Giật vì một người phụ nữ mà lại dám đối đầu với mình. Thực ra Thính Giao không hề mất trí, cô chỉ muốn ở lại nhà họ Phương, tìm kiếm manh mối về việc Phương Thiên Giật hãm hại gia đình Đồng. Phương Thiên Giật vẫn giữ Thính Giao ở lại trong phòng của mình, cô bây giờ cũng chỉ có thể giả vờ mất trí để anh ta sai khiến. Anh bảo cô ngủ trên sofa, còn mình ngủ trong phòng ngủ. Anh còn nói từ nay về sau anh sẽ là chủ nhân của cô và không có lệnh của mình thì không được tự ý làm bất cứ điều gì. Anh còn nói nếu cô gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào cũng phải báo cho anh. Cô chỉ có thể ngoan ngoãn thỏa hiệp, anh còn tặng cho cô một cái tên mới là Mục Đề. Thực ra Thính Giao cũng rất thích cái tên này. Một hôn thê của Phương Thiên Giật thích anh đến gửi đồ cho bà lão, Yến Nhi thì cố tình nói chuyện của Thính Giao và Phương Thiên Giật, điều này làm cho hôn thê tức giận ngay lập tức. Cô ta làm như vậy là vì thích người đã làm hại Thính Giao. Người phụ nữ đợi Phương Thiên Giật trở về, trong khi Thính Giao cũng theo sau. Cô gái liên tục bám lấy anh và muốn thân mật với anh, Thính Giao rất tinh tế nên đã chủ động rời đi trước, anh thấy cô đi cũng quay đi uống rượu, cô gái nhận ra anh không vui. Cô còn nói hai người sẽ kết hôn vào tháng sau, cô muốn sớm kết hôn để hai bên gia đình yên tâm, nhưng anh lại nói bây giờ anh không muốn kết hôn và càng không muốn kết hôn với cô ấy. Kỳ tiểu thư bắt đầu tức giận, Phương Thiên Giật nói từ đầu anh đã không đồng ý, chính cô ấy tự mình cứng đầu làm theo ý mình. Sau khi nói vài câu, Phương Thiên Giật liền rời đi, Kỳ tiểu thư cảm thấy chắc chắn là Thính Giao đã làm mê hoặc anh ta. Thính Giao lợi dụng lúc Phương Thiên Giật không có nhà để tìm kiếm bằng chứng về việc anh ta âm mưu hãm hại gia đình Đồng. Cô phát hiện ra một chiếc hộp có khóa trong tủ, Phương Thiên Giật cũng rất coi trọng chìa khóa này, có vẻ như bí mật được giấu bên trong đó. Bà lão biết Phương Thiên Giật từ chối Kỳ tiểu thư rất tức giận, còn bắt anh quỳ trước mặt cha. Phương Thiên Giật biết mẹ mình muốn mình làm lớn mạnh gia tộc Phương, nhưng anh không muốn dùng hôn nhân để làm lớn mạnh, nếu thật sự như vậy anh có thể rời khỏi nhà họ Phương. Mẹ anh cảm thấy anh chính là bị Thính Giao mê hoặc, nhưng anh lại nói tất cả những điều này đều không liên quan đến Thính Giao. Mẹ anh tốt bụng nói với anh nếu thật sự thích Thính Giao thì có thể để cô ấy làm con dâu của mình, nhưng Phương Thiên Giật nói nếu thật lòng thích thì phải cưới một cách công khai. Thính Giao đêm đó lợi dụng lúc Phương Thiên Giật đang ngủ để vào phòng anh ăn trộm chìa khóa, nhưng khi cô rút súng ra thì vẫn bị Phương Thiên Giật phát hiện. Anh ta giữ cô trong vòng tay và định hôn mạnh cô, nhưng bị cô dùng súng dí vào ngực. Phương Thiên Giật không ngờ Thính Giao lại dùng súng dí vào mình, anh không sợ, thậm chí còn đặt súng lên đầu mình và bảo cô bóp cò. Thính Giao lấy hết can đảm chuẩn bị bắn, nhưng không ngờ trong súng không có đạn. Phương Thiên Giật đã giật lấy súng, hóa ra súng không được lên nòng. Thính Giao hoảng hốt bước ra khỏi phòng và vô tình gặp Phương Dư Trạch. Anh ta thấy dấu vết trên cổ tay của cô liền biết là do chú hai Phương Thiên Giật làm, anh nhẹ nhàng đề nghị cô đi cùng mình và cẩn thận chăm sóc vết thương cho cô. Thính Giao lo lắng bị người khác thấy, nhưng anh ta không hề để tâm. Anh ta còn chủ động xin lỗi vì hôm đó không giúp cô nói chuyện, cô cũng hiểu và không trách anh. Anh ta nói Phương Thiên Giật luôn có tính khí kỳ quặc, những cô hầu trước đây phục vụ anh đều bị đuổi đi vì tức giận, vẫn bảo cô phải cẩn thận. Anh ta còn nói nếu sau này chú hai còn bắt nạt cô, hãy nói với mình, anh sẽ bảo vệ cô. Yến Nhi vừa lúc chứng kiến cảnh này, cô ta tự nhiên là không để cho Thính Giao yên thân. Yến Nhi đã thiết kế hãm hại Thính Giao và giờ Thính Giao bị hiểu lầm là có ý định hãm hại Phương Thiên Giật. Bà lão biết chuyện rất tức giận, thậm chí còn đe dọa sẽ đánh chết cô. Phương Dư Trạch vội vàng cầu xin thay cho cô, nhưng Yến Nhi lại nói chuyện cố tình chọc giận bà lão. Bà lão bảo bà Trần dùng roi đánh cô. Lúc này Phương Thiên Giật trở về và thấy cô đang hấp hối, anh không ngờ mình vừa đi đã xảy ra chuyện tức giận như vậy, anh nhíu mày và hỏi mẹ chuyện gì đã xảy ra. Bà lão để bà Trần nói rằng người hầu tên A Lực trên người có tìm thấy một số bột độc. Và A Lực nói rằng là Thính Giao mua bột độc đó, anh ta nói là Thính Giao chuẩn bị cho vào canh của Phương Thiên Giật vào buổi tối. Trên người A Lực cũng tìm thấy hoa tai của Thính Giao, Thính Giao yếu ớt nói rằng đôi hoa tai này cô đã mất từ lâu. Phương Thiên Giật nói rằng vụ việc này còn nhiều điểm mơ hồ và xin mẹ đưa A Lực về để anh sẽ thẩm vấn tìm ra kẻ chủ mưu thực sự là ai. Nhưng Thính Giao phải được giao cho mình, không cho phép ai đánh người của mình, Yến Nhi trong lòng không khỏi bắt đầu lo lắng. Phương Thiên Giật không để ý đến ánh mắt của mọi người, trực tiếp đưa Thính Giao về. Anh muốn giúp cô cởi quần áo để bôi thuốc, nhưng cô vẫn cố chịu đựng không cho phép. Anh lo lắng vết thương của cô nghiêm trọng nên đã dùng kéo cắt quần áo ra, nhìn thấy vết thương đã rách ra nát thịt, anh rất đau lòng. Anh còn trách Thính Giao không nên chạy lung tung, cô hỏi anh có tin cô không, anh tự nhiên biết nếu cô muốn giết mình thì đã hành động từ lâu, không dùng những phương pháp rắc rối như thế. Anh chủ động xin lỗi Thính Giao, nhưng cô nói mình không thể nhận lời xin lỗi đó. Yến Nhi vẫn trong phòng tự hào, lúc này Phương Thiên Giật bước vào bảo tất cả mọi người rời đi. Anh lấy dao găm ra vẫy vẫy trước mặt cô ta, anh nói đã từng cảnh cáo cô ta trước đây. Cô ta còn muốn nói cô là thiếu nải nải của nhà họ Phương. Phương Thiên Giật cảnh cáo cô ta, Thính Giao là người của anh, không ai được phép làm tổn thương cô. Yến Nhi sợ hãi vội vàng xin lỗi. Phương Thiên Giật nói anh không sẽ giết cô, nhưng nếu Thính Giao thiếu một sợi tóc, anh sẽ làm sức mặt cô ta. Cô ta sợ hãi vội vàng đồng ý không sẽ làm hại Thính Giao.
Phương Thiên Giật nhận được tin từ cấp dưới biết rằng tất cả những người sống sót được đưa về từ nhà họ Đồng đã được thẩm vấn một lần, nhưng vẫn không có tin tức chắc chắn. Anh rất lo lắng cho sự an toàn của Thính Giao, vì vậy anh không trực tiếp thông báo cho cô rằng mình không phải là kẻ thù đã giết cha cô. Bởi vì hiện tại kẻ thù ẩn náu trong bóng tối còn cô lại ở nơi sáng trưng, điều này rất nguy hiểm đối với Thính Giao. Nếu ai đó biết Thính Giao là tiểu thư nhà Đồng, họ có thể bất cứ lúc nào giết cô, chỉ khi ở dưới mắt mình, anh mới cảm thấy yên tâm. Thực ra, cấp dưới cũng nhận thấy mối quan hệ giữa Phương Thiên Giật và Thính Giao không chỉ đơn giản là ân nghĩa. Anh nói họ đến nhà Đồng ngày đó đã muộn một bước, sự việc như thế này không thể có lần thứ hai. Sau đó, anh đã dẫn Thính Giao đến một ngôi nhà bỏ hoang, anh còn cá nhân dạy Thính Giao cách bắn súng, nhưng Thính Giao không muốn học. Phương Thiên Giật vẫn nắm tay Thính Giao để cô bóp cò. Khi anh bóp cò, làm cô sợ hãi đến mức sụi lơ ngay tại chỗ. Thực ra anh làm vậy là muốn Thính Giao biết cách tự bảo vệ mình, anh lại một lần nữa kéo cô dậy và dạy cô cách bắn súng. Cô hét lên, anh nói với Thính Giao khi đối mặt với kẻ thù không bao giờ được lưu tình, cô nói Phương Thiên Giật mới là quỷ dữ. Nói xong liền nhắm súng vào anh, những người cấp dưới chứng kiến đều sợ hãi, nhưng chỉ có Phương Thiên Giật biết Thính Giao thực sự không dám bắn. Cô rất xúc động và đã được dẫn đi, Phương Thiên Giật làm như vậy thực sự cũng để bảo vệ cô. Thực ra những người này chính là kẻ đã diệt môn nhà họ Đồng, chỉ là Phương Thiên Giật không nói cho Thính Giao biết. Phương Dư Trạch tận dụng lúc nhà Đồng bị diệt để tìm được thứ mà Thính Giao gọi là Kim Huyền Vũ. Phương Dư Trạch mở Kim Huyền Vũ ra và muốn tìm một tấm bản đồ, ra vẻ như Phương Dư Trạch này không đơn giản. Phương Dư Trạch cũng biết được rằng nhà Đồng còn một cô con gái thứ, và chính cái Kim Huyền Vũ này đã giúp anh phân biệt được ai là tiểu thư nhà Đồng thực sự. Bởi vì chỉ có tiểu thư nhà Đồng mới biết rằng thứ này không phải là vàng thỏ vàng mà là Kim Huyền Vũ. Phương Dư Trạch ra ngoài và gặp lại Thính Giao với vẻ ngoài hiền lành, Thính Giao nói Phương Thiên Giật bảo cô giết người. Phương Dư Trạch còn cố tình nói để buộc tội Phương Thiên Giật thì thực sự cần có bằng chứng thuyết phục, anh ta còn vuốt ve khuôn mặt Thính Giao và đề nghị cô làm người hầu cho mình. Thính Giao nói cô không muốn làm người hầu và cô sẽ có ngày thoát khỏi Phương Thiên Giật. Lúc này Yến Nhi tới, Phương Dư Trạch bảo sẽ đi cùng Yến Nhi chơi cờ, Yến Nhi thì tự cao tự đại rời đi. Phương Dư Trạch nhắc nhở Yến Nhi đừng quá tự phụ, anh ta còn hỏi chuyện bột độc có phải do cô làm không, Yến Nhi vẫn giả vờ không biết. Phương Dư Trạch cảnh báo Yến Nhi đừng làm những chuyện hèn hạ, anh nói chỉ cần Yến Nhi ngoan ngoãn lấy anh và anh có thể thừa kế gia sản là đủ. Vào buổi tối, Thính Giao lại mơ thấy mình bắn người và cảnh nhà Đồng bị diệt môn, cô bị ám ảnh và tỉnh dậy trong hoảng loạn. Và lại nhớ đến chìa khóa trong tay Phương Thiên Giật. Cô nghĩ đến lời Phương Thiên Giật từng nói rằng không được khoan nhượng với kẻ thù, ngày hôm sau cô đã tìm cớ tặng cho Phương Thiên Giật một bùa hộ mệnh. Phương Thiên Giật cảm nhận được Thính Giao có chút khác lạ, rất dịu dàng với mình, nhưng vẫn nhận lấy bùa hộ mệnh từ tay Thính Giao. Thính Giao nói trong túi thơm có đựng hoa, hy vọng có thể khiến Phương Thiên Giật luôn nhớ đến mình. Trong lúc giúp Phương Thiên Giật buộc túi thơm, Thính Giao đã cố gắng lấy chìa khóa của anh, nhưng Phương Thiên Giật bị Thính Giao làm mê mẩn nên không hề nhận ra chuyện chìa khóa mất đi. Phương Thiên Giật vì có công việc nên đã rời đi trước, cấp dưới đã giao tài liệu cho Phương Thiên Giật, hiện tình hình có vẻ căng thẳng, rất có thể có người sẽ tấn công họ. Phương Thiên Giật cũng được biết kẻ địch đã giấu một lô vũ khí, có vẻ như gia đình Đồng chỉ là bước đầu tiên của họ. Phương Thiên Giật bảo cấp dưới yên tâm vì mình có bùa hộ mệnh. Thính Giao mở hộp và ngạc nhiên khi thấy chiếc ngọc bội của mình, cô nhận ra rằng chính Phương Thiên Giật đã giấu ngọc bội của cô. Khi Phương Thiên Giật trở về và thấy Thính Giao đã mở hộp và lấy được ngọc bội, Thính Giao đã khóc nức nở. Phương Thiên Giật luôn biết thân phận của Thính Giao, nhưng anh chưa bao giờ nói ra. Phương Thiên Giật thừa nhận anh thực sự không muốn Thính Giao nhận ra thân phận của mình. Thính Giao nói cô sẽ chứng minh thân phận của mình ngay bây giờ. Phương Thiên Giật liền ném chiếc ngọc bội xuống đất và làm vỡ nó. Thính Giao vội vàng nhặt lấy ngọc bội trên mặt đất. Thực ra Phương Thiên Giật là do lo lắng cho sự an toàn của Thính Giao. Thính Giao dùng chính mạng sống của mình để đe dọa nói rằng cô sẽ nói ra sự thật. Phương Thiên Giật không còn cách nào khác đành để Thính Giao rời đi. Thính Giao đi gặp Yến Nhi, lần này Thính Giao muốn phản công và còn gọi tên thật của Yến Nhi. Yến Nhi bị dọa sợ hãi vội vàng đưa Thính Giao vào phòng của mình. Yến Nhi không ngờ Thính Giao đã lấy lại trí nhớ. Thính Giao nói cô chưa bao giờ mất trí và bây giờ cô đã tìm được bằng chứng chứng minh thân phận. Hơn nữa Phương Thiên Giật cũng biết thân phận của cô. Thính Giao bây giờ định đi tìm bà lão. Yến Nhi cố gắng giữ cô lại nhưng Thính Giao đã rút dao găm dí vào cổ Yến Nhi, khiến Yến Nhi không dám nhúc nhích. Có vẻ như Thính Giao bây giờ không còn là Thính Giao của ngày xưa. Thính Giao nhớ lại ban ngày cô đã hỏi Phương Dư Trạch có thực sự thích Yến Nhi không. Phương Dư Trạch lại nói anh thích Thính Giao hơn, còn nói nếu không phải vì chú hai thì anh đã chọn Thính Giao. Thính Giao lấy hết can đảm đi tìm Phương Dư Trạch và nói rằng cô thích anh. Cô còn nói rằng cô muốn trở thành thiếu nải nải của Phương Dư Trạch một cách chính đáng. Yến Nhi lo sợ chuyện mình bại lộ nên đã bắt đầu thu dọn hành lý vào ban đêm để chuẩn bị bỏ trốn, trong khi Thính Giao và Phương Dư Trạch đứng trên lầu nhìn xuống mọi việc. Thực ra Thính Giao không có chắc chắn hoàn toàn để chứng minh bản thân, chính sự lo sợ của Yến Nhi đã phản bội cô. Phương Dư Trạch rất vui khi Thính Giao thích mình, sau đó vào buổi tối anh cũng đã cho bà lão xem chiếc ngọc bội bị vỡ. Thính Giao nói với bà lão rằng đó thực sự là thứ cha cô trao cho trước khi qua đời.
Thính Giao còn nói rằng cô tìm thấy chiếc ngọc bội này trong phòng của Phương Thiên Giật, vì thế Phương Thiên Giật cũng có thể chứng minh thân phận của mình. Lúc này Yến Nhi cũng đã bị đưa trở lại, Yến Nhi biết chuyện mình bại lộ vì lo sợ nên mới bỏ trốn. Phương Dư Trạch cũng thay đổi thái độ với Yến Nhi, Yến Nhi nói dù cô không phải là tiểu thư nhà Đồng, nhưng cũng là con gái của nhà Đồng. Yến Nhi còn nói rằng Thính Giao dù biết rõ thân phận mình nhưng vẫn leo lên giường của Phương Thiên Giật, Yến Nhi đã công khai xấu hổ Thính Giao. Phương Thiên Giật càng ngày càng tức giận muốn bắn chết Yến Nhi, nhưng đã bị Thính Giao ngăn lại. Thính Giao đã xin xỏ cho Yến Nhi và bà lão cũng không phản đối. Phương Dư Trạch đã nắm tay Thính Giao và hỏi bà lão về việc Thính Giao sắp tới nên làm gì. Phương Dư Trạch vẫn muốn sớm kết hôn với Thính Giao. Bà lão không trả lời mà chỉ nói rằng đã không còn sớm nữa, mọi việc có thể từ từ nói sau. Nói xong bà lão đã rời đi trước. Thính Giao và Phương Dư Trạch nhìn nhau đắm đuối, nhìn Phương Thiên Giật mà lòng không khỏi chua xót. Vào buổi tối, Phương Thiên Giật trở về phòng và uống rượu để quên sầu. Các cấp dưới đều nhìn không nổi, họ đều cảm thấy Phương Thiên Giật bất công. Rõ ràng Phương Thiên Giật đã làm rất nhiều việc vì Thính Giao, nhưng Thính Giao lại chỉ muốn cưới Phương Dư Trạch. Phương Thiên Giật thực sự có thể chấp nhận được điều đó sao? Phương Thiên Giật đã lấy hơi men đi tìm Thính Giao, đến nơi liền hôn Thính Giao một cách mãnh liệt. Thính Giao bảo Phương Thiên Giật tự trọng, bản thân cô bây giờ là thiếu nải nải của nhà họ Phương. Phương Thiên Giật không cho phép Thính Giao lấy Phương Dư Trạch. Toàn bộ phủ đốc quân đều biết Thính Giao là người của Phương Thiên Giật. Từ khi Thính Giao bước vào phủ đốc quân đã được định đoạt như vậy. Phương Thiên Giật muốn hôn Thính Giao, nhưng Thính Giao lại nói rằng thực ra giữa hai người chưa từng xảy ra điều gì. Phương Thiên Giật rất mất trí với lời nói của Thính Giao. Thính Giao nói rằng cô chỉ cảm thấy hận, cô thích Phương Dư Trạch và cũng tin tưởng anh ấy. Từ rất lâu trước đây cô đã thích thiếu gia nhà họ Phương, dù chết cô cũng muốn trở thành thiếu nải nải của nhà Phương một cách chính đáng. Phương Thiên Giật đã buông Thính Giao ra, còn chúc mừng cô đã đạt được nguyện vọng, từ nay cô cũng không phải là người hầu của mình nữa. Thính Giao được buông ra thì không ngoái đầu đã đi luôn. Ngày hôm sau, thái độ của bà lão đối với Thính Giao bỗng nhiên thay đổi. Phương Dư Trạch cũng đã nài nỉ bà lão sớm giúp mình và Thính Giao tổ chức đám cưới, bà lão cũng cảm thấy hơi vội vàng. Phương Dư Trạch bày tỏ rằng anh thực sự thích Thính Giao và muốn sớm kết hôn. Bà lão nhìn Phương Thiên Giật một cái chỉ nói rằng cần chậm rãi, bởi vì hiện tại trong phủ vẫn còn đang có nhiều lời đồn. Nhưng Phương Dư Trạch vẫn khẳng định anh luôn thích Thính Giao và không quan tâm đến những lời đồn đó. Phương Thiên Giật không thể nghe nổi đã đứng dậy và rời đi ngay. Bà lão cũng có vẻ suy tư, bà thực sự sợ rằng chuyện này sẽ khiến cháu trai và chú của anh ta xảy ra mâu thuẫn lớn. Nhưng rốt cuộc Thính Giao đã đính hôn với Phương Dư Trạch, vì vậy việc này vẫn cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Phương Dư Trạch hiện tại hàng ngày đều rất vui vẻ bên Thính Giao, anh còn hỏi Thính Giao về thứ gì đó bên trong Kim Huyền Vũ. Nhưng Thính Giao lại nói rằng cô không hề biết gì cả, điều này khiến Phương Dư Trạch rất ngạc nhiên. Phương Dư Trạch nói rằng anh đã phát hiện một số manh mối, có thể việc gia đình Đồng bị diệt và thứ đó có liên quan. Thính Giao nói chỉ cần có thể báo thù cho gia đình Đồng, cô sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Thính Giao nói cô đến nhà họ Đồng chỉ để báo thù. Phương Dư Trạch bỗng nhiên thấy bối rối trong lòng, khi biết Thính Giao cho rằng Phương Thiên Giật đã giết cha mình thì anh mới thở phào nhẹ nhõm. Phương Dư Trạch còn cố tình nói chỉ cần có ấn của Phương Thiên Giật thì có thể kiểm soát được anh ta. Thực ra Phương Dư Trạch cố ý tiết lộ thông tin này cho Thính Giao để Thính Giao giúp anh ấy lấy trộm ấn. Thính Giao vừa mới qua đây chuẩn bị thứ gì đó thì phát hiện cấp dưới đang dìu Phương Thiên Giật bị thương trở về. Cấp dưới còn bảo Thính Giao đừng lên tiếng hay nói cho ai biết. Cấp dưới đã lấy viên đạn ra khỏi ngực Phương Thiên Giật. Phương Thiên Giật mới tỉnh lại và yêu cầu cấp dưới rời đi trước. Phương Thiên Giật hỏi Thính Giao đến phòng mình làm gì. Thính Giao lắp bắp nói rằng cô hy vọng Phương Dư Trạch và Phương Thiên Giật hòa giải. Tháng sau cô sẽ kết hôn với Phương Dư Trạch. Cô mong muốn nhận được sự chấp nhận và chúc phúc từ Phương Thiên Giật. Thính Giao ra ngoài hỏi cấp dưới hôm nay thực sự đã xảy ra chuyện gì. Cấp dưới nói làm quân nhân gặp khó khăn thường có vết thương. Thính Giao hỏi liệu cấp dưới có biết chuyện ấn không. Cấp dưới nói đó là bí mật quân sự của nhà họ Phương. Cấp dưới trở nên cảnh giác nhưng vẫn cố tình tiết lộ cho Thính Giao biết về ngăn kéo bí mật. Sau đó, cấp dưới đã thông báo sự việc này cho Phương Thiên Giật và cấp dưới đã đặt bẫy cho Thính Giao, nghĩ rằng Thính Giao sẽ quay lại. Cấp dưới cảm thấy có chút không xứng đáng cho Thính Giao. Thính Giao thấy cấp dưới dìu Phương Thiên Giật ra đi, từ miệng cấp dưới biết được vết thương của Phương Thiên Giật có phần viêm nhiễm cần đưa đến bệnh viện. Thính Giao biết được điều này liền lợi dụng cơ hội quay trở lại phòng của Phương Thiên Giật để tìm ấn. Đúng như dự đoán, Thính Giao đã tìm thấy hộp bí mật trong tủ, nhưng lại phát hiện ra đó là ngọc bội của mình. Phương Thiên Giật cũng bước vào. Thính Giao nhận ra mình đã bị Phương Thiên Giật dụ vào bẫy. Phương Thiên Giật biết Thính Giao đến với mục đích khác. Mục đích của Thính Giao bị phát hiện khiến cô muốn rời đi. Phương Thiên Giật nói suốt thời gian qua cô ở bên cạnh mình chỉ để phá hủy anh. Thính Giao nói rằng Phương Thiên Giật biết rõ thân phận của mình nhưng vẫn cố tình giữ cô lại bên mình. Phương Thiên Giật chỉ mỉm cười khinh thường, hóa ra trong mắt Thính Giao anh chẳng đáng một xu. Thính Giao còn nói dù Phương Thiên Giật làm gì đi nữa thì cô cũng ghét anh. Phương Thiên Giật cảm thấy vì đã cố gắng hết sức với Thính Giao mà Thính Giao vẫn như vậy. Vậy thì cứ để Thính Giao ghét mình hơn nữa. Phương Thiên Giật muốn xâm phạm Thính Giao, kết quả Thính Giao tát anh một cái. Phương Thiên Giật lộ ra ấn trên ngực mình, chiếc ấn này được khắc từ máu chim bồ câu, chỉ lộ ra khi anh bị kích động. Phương Thiên Giật cũng biết tất cả những điều này là Phương Dư Trạch đang lợi dụng Thính Giao.
Thính Giao nói cô không bị Phương Dư Trạch lợi dụng. Anh chỉ làm cho cô biết tất cả các cách để phá hủy Phương Thiên Giật. Thính Giao nói cô chỉ muốn giúp Phương Dư Trạch đòi lại những gì thuộc về nhà Phương. Phương Thiên Giật hoàn toàn mất trí và yêu cầu Thính Giao rời khỏi phòng mình. Kỳ Tiểu Thư đến thăm Phương Thiên Giật, cô ấy cũng biết chuyện Thính Giao là tiểu thư nhà Đồng, Kỳ Tiểu Thư vẫn muốn kết hôn với Phương Thiên Giật. Nhưng Phương Thiên Giật hoàn toàn không hứng thú với Kỳ Tiểu Thư, Kỳ Tiểu Thư còn khiêu khích nói rằng nhà Phương chỉ là một cái vỏ không, Phương Thiên Giật tức giận và rời đi ngay. Thính Giao vô tình va chạm với Phương Dư Trạch, khiến đồ trong tay anh rơi xuống đất. Biết Phương Dư Trạch có việc bận nên Thính Giao đã rời đi trước, nhưng một bức thư của Phương Dư Trạch vẫn rơi lại trên đất. Thính Giao nhìn thấy thư và chuẩn bị đem trả lại cho Phương Dư Trạch. Hôm nay, cha của Kỳ Tiểu Thư đến ăn tối, Phương Thiên Giật định dùng trà thay rượu nhưng bị từ chối. Phương Thiên Giật vì không muốn người khác biết mình bị thương súng nên đành uống rượu, nhà Kỳ lại muốn thúc giục hôn sự nhưng bị Phương Thiên Giật thẳng thừng từ chối. Bà lão cố gắng làm hòa, ông nhà Kỳ bắt đầu nói về chuyện nhà Đồng, vẫn mang giọng điệu mỉa mai, còn hỏi liệu đã kiểm chứng được thân phận hay chưa. Ông nhà Kỳ còn nói mẹ của Thính Giao đã từng thay thế cho cô gái nhà Lục. Thính Giao suýt nữa không nhịn được nhưng may mắn Phương Dư Trạch ở bên cạnh kéo cô lại, Thính Giao bèn tìm cớ nói mình cần đi vệ sinh. Thực ra, ông nhà Kỳ làm vậy để giúp con gái mình phát tiết, ông còn cảnh báo Phương Thiên Giật, nói rằng mình chỉ có một cô con gái và mong Phương Thiên Giật biết quý trọng. Kỳ Tiểu Thư đợi Thính Giao ở cửa và lại tiếp tục chế nhạo, nói rằng mẹ Thính Giao dụ dỗ đàn ông rất giỏi. Cô thậm chí còn nói Thính Giao biết mình là hôn thê của Phương Dư Trạch nhưng vẫn leo lên giường Phương Thiên Giật. Thính Giao đáp trả rằng Kỳ Tiểu Thư đã sẵn sàng dâng hiến thân xác. Đúng lúc Kỳ Tiểu Thư định tấn công Thính Giao thì bị Phương Thiên Giật ngăn lại, Phương Thiên Giật đã trực tiếp dẫn Thính Giao đi. Sau khi rời đi, Thính Giao giải thích với Phương Thiên Giật rằng những lời cô vừa nói không nên coi là thật. Phương Thiên Giật không trả lời chỉ nói khách đợi quá lâu họ nên đi trước. Sau bữa ăn, Kỳ Tiểu Thư còn muốn Phương Thiên Giật đưa mình về. Đúng lúc đó có người bắn Thính Giao, Phương Thiên Giật vội vàng xông ra bảo vệ Thính Giao và bị bắn trúng trong lúc cứu cô. Thính Giao phát hiện Phương Thiên Giật bị bắn rất lo lắng. Phương Thiên Giật dùng sức lực yếu ớt bảo cấp dưới đến biệt viện khác vì chuyện Phương Thiên Giật bị bắn không thể để người khác biết. Thính Giao muốn giúp Phương Thiên Giật làm sạch vết thương. Phương Thiên Giật lo sợ sẽ làm Thính Giao hoảng sợ. Nhưng Thính Giao không sợ hãi mà lại càng lo lắng khi nhìn thấy vết thương của Phương Thiên Giật, còn bảo Phương Thiên Giật chỉ dẫn cô phải làm thế nào. Kết quả Phương Thiên Giật vì quá đau đớn đã ngất đi. Cấp dưới đã gọi bác sĩ đến khẩn cấp để kiểm tra tình hình của Phương Thiên Giật, bác sĩ chỉ thở dài một hơi. Bác sĩ nói rằng mình từng cảnh báo Phương Thiên Giật phải cẩn thận, bác sĩ chỉ có thể kê đơn thuốc kháng viêm, nếu không có chuyển biến tốt thì chỉ có thể đưa đi bệnh viện. Cấp dưới đã muốn chuẩn bị phòng sạch sẽ cho Thính Giao, nhưng bị Thính Giao từ chối. Cô nói muốn ở bên cạnh Phương Thiên Giật suốt. Phương Thiên Giật vẫn còn sốt, Thính Giao dùng nước lạnh để lau người cho anh với hy vọng anh sẽ sớm hết sốt. Thính Giao dựa vào bên cạnh Phương Thiên Giật để chăm sóc anh suốt một đêm dài. Khi Phương Thiên Giật tỉnh dậy vào buổi sáng, anh thấy Thính Giao vẫn nắm tay mình và tựa vào đầu giường ngủ. Cấp dưới thấy Phương Thiên Giật tỉnh lại vội vàng chạy đến gọi anh, nhưng bị Phương Thiên Giật đuổi đi. Phương Thiên Giật nhẹ nhàng vuốt ve đầu Thính Giao và khi Thính Giao tỉnh dậy, điều đầu tiên cô làm là sờ trán Phương Thiên Giật xem còn sốt không. May mắn là sốt của Phương Thiên Giật đã hạ. Thính Giao cố gắng rút tay mình ra, nhưng lại bị Phương Thiên Giật nắm chặt hơn. Chỉ đến khi Thính Giao nói cô sẽ đi lấy thuốc cho Phương Thiên Giật, anh mới buông tay. Thính Giao đem thuốc đến, nhưng Phương Thiên Giật lại nói anh không uống thuốc. Thính Giao dỗ dành Phương Thiên Giật rằng nếu anh uống thuốc, cô sẽ thưởng cho anh một cái gì đó. Phương Thiên Giật bị Thính Giao kích thích nên đã uống thuốc, và Thính Giao còn cho Phương Thiên Giật ăn một quả mơ để làm dịu vị đắng. Khi Thính Giao chuẩn bị rời đi, cô lại bị Phương Thiên Giật giữ tay lại. Phương Thiên Giật đòi hỏi phần thưởng từ Thính Giao, nhưng Thính Giao nói quả mơ chính là phần thưởng nó. Cho đến bây giờ, Thính Giao vẫn cho rằng Phương Thiên Giật đã giết người nhà mình, nhưng thực tế Phương Thiên Giật có thể thấy Thính Giao lo lắng cho mình và sự lo lắng của cô đêm qua không phải là giả. Lúc này, Phương Dư Trạch cũng đến. Phương Dư Trạch đến ngay lúc nhìn thấy cảnh Thính Giao và Phương Thiên Giật đang nắm tay nhau, anh rất tức giận và còn khiêu khích Phương Thiên Giật. Phương Dư Trạch trực tiếp kéo Phương Thiên Giật dậy, Thính Giao rất lo lắng cho vết thương của Phương Thiên Giật. Phương Dư Trạch còn tuyên bố chủ quyền rằng Thính Giao là hôn thê của mình, bảo Phương Thiên Giật đừng lo lắng nữa. Trước khi đi, Phương Dư Trạch còn nói dù thế nào thì tháng sau anh cũng sẽ cưới Thính Giao và bảo Phương Thiên Giật phải tự lo cho mình. Sau khi ra ngoài, Phương Dư Trạch hỏi Thính Giao có phải cô đã chăm sóc Phương Thiên Giật suốt đêm không? Thính Giao nói Phương Thiên Giật đã cứu mình, việc cô chăm sóc anh là điều đương nhiên. Phương Dư Trạch rất tức giận, như thể trở thành một người khác, anh còn hỏi Thính Giao có phát sinh tình cảm với chú hai không? Thính Giao vội vàng phủ nhận. Cô chỉ cảm thấy có thể có hiểu lầm ở đây và Thính Giao chỉ muốn biết sự thật của sự việc. Phương Dư Trạch vội vàng xin lỗi Thính Giao, nói rằng anh rất bối rối vì quan tâm đến Thính Giao. Phương Dư Trạch còn muốn hôn Thính Giao, nhưng cô đã quay đầu đi. Thính Giao đến gặp Yến Nhi, Yến Nhi lại mỉa mai Thính Giao một trận. Thính Giao nói rằng cô đã lâu không nói chuyện với Yến Nhi, khi còn nhỏ hai người thường xuyên trò chuyện với nhau, nhưng bây giờ trong ngôi nhà lớn của nhà Phương, cô không có ai để nói chuyện. Thính Giao nói rằng cô biết Phương Dư Trạch là hôn phu của mình. Cô từng nghĩ rằng có thể chia sẻ mọi điều với anh,
nhưng gần đây cô luôn cảm thấy Phương Dư Trạch đã thay đổi. Thính Giao cũng hỏi Yến Nhi về Phương Dư Trạch, Yến Nhi chỉ nói rằng nếu là cô ấy, cô sẽ chọn người đã cứu mình. Yến Nhi cũng hỏi Thính Giao rằng cô thực sự thích Phương Dư Trạch hay là người dưới gốc cây năm xưa, Thính Giao lúc đầu tưởng là cùng một người. Yến Nhi còn tử tế nhắc nhở cô đừng phân vân giữa chú và cháu, nếu là cô ấy thì đã sớm đưa ra quyết định. Phương Thiên Giật đã điều tra và phát hiện ra rằng tay súng ở cổng phủ đốc quân và viên đạn giết người nhà Đồng lại là cùng một loại. Bây giờ tất cả bằng chứng đều chỉ vào Phương Dư Trạch là thủ phạm giết người, nhưng Phương Thiên Giật vẫn không chịu chấp nhận sự thật, anh quyết định cho Phương Dư Trạch một cơ hội nữa. Trạch, Phương Thiên Giật gọi Kỳ tiểu thư đến, Kỳ tiểu thư còn tưởng Phương Thiên Giật muốn ở bên cô, nhưng Phương Thiên Giật chỉ khinh thường cười một tiếng. Anh nói rằng mình từng cảnh báo Kỳ tiểu thư đừng làm tổn thương Thính Giao, trong khi nói chuyện anh còn rút súng ra, khiến Kỳ tiểu thư thấy súng liền hoảng sợ. Kỳ tiểu thư còn muốn biện hộ nhưng Phương Thiên Giật không cho cô cơ hội nào, Kỳ tiểu thư vẫn tỏ ra như không biết gì. Phương Thiên Giật liền rút súng chỉ thẳng vào cô, khiến cô hoảng sợ khi anh bóp cò. Phương Thiên Giật chỉ cảnh báo Kỳ tiểu thư, lần này anh đã lên đạn và nói rằng mình tuyệt đối không sẽ không khoan nhượng. Kỳ tiểu thư nói nếu Phương Thiên Giật giết cô, cha cô chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh. Phương Thiên Giật không hề sợ hãi, thậm chí còn biết chuyện ông nhà Kỳ buôn lậu vũ khí. Kỳ tiểu thư chỉ còn cách quỳ xuống đất năn nỉ xin tha. Phương Thiên Giật chỉ muốn biết ai khác đứng sau chỉ đạo, và quả nhiên anh nghe được tên Phương Dư Trạch từ miệng Kỳ tiểu thư. Rất nhanh, khi ngày giỗ của cha Phương Thiên Giật đến, anh mới trở về. Bà lão cảm thấy vì Phương Thiên Giật không muốn cưới Kỳ tiểu thư thì cứ để Phương Dư Trạch và Thính Giao kết hôn. Phương Thiên Giật trước mặt mọi người nói rằng anh muốn cưới Thính Giao, Phương Dư Trạch và Phương Thiên Giật đứng dậy đối đầu. Phương Thiên Giật cảm thấy Phương Dư Trạch chưa bao giờ thực sự quan tâm đến Thính Giao, thấy chú cháu họ sắp cãi nhau, bà lão vội vàng yêu cầu hai người tách ra. Bà lão nói ban đầu muốn thành hôn giữa Thính Giao và Phương Thiên Giật, nhưng mẹ của Phương Dư Trạch lại nói Thính Giao và Phương Thiên Giật không hợp tuổi nên mới hứa hôn cho Phương Dư Trạch. Phương Dư Trạch cảm thấy trong nhà họ Phương tất cả mọi thứ đều phải dành cho Phương Thiên Giật, lần này anh không muốn nhường nhịn, nếu ai tranh với mình thì phải khiến đối phương chết không có chỗ chôn. Phương Thiên Giật quỳ trước mộ phần cha, lúc này Thính Giao cũng đến, Phương Thiên Giật cũng kể cho Thính Giao nghe chuyện cha mình qua đời, những năm này Phương Thiên Giật cũng luôn tìm kiếm kẻ đã giết cha mình. Thính Giao nói cô cũng đang tìm kẻ thù đã giết cha mình, Phương Thiên Giật nghe được từ lời Thính Giao rằng cô tin tưởng mình. Thính Giao muốn Phương Thiên Giật nói cho cô biết sự thật, nhưng Phương Thiên Giật lại nói rằng anh tạm thời không thể nói cho cô biết. Trước khi đi, Phương Thiên Giật yêu cầu Thính Giao bảo vệ bản thân trước khi anh có thể đưa ra câu trả lời cho cô, sau đó Phương Thiên Giật cũng trả lại ngọc bội cho Thính Giao. Hiện tại, Phương Thiên Giật thực sự không có bằng chứng xác thực, cấp dưới cho rằng có thể hành động trước, nhưng Phương Thiên Giật vẫn rất quan tâm đến suy nghĩ của Thính Giao. Thậm chí cấp dưới còn cảm thấy không đáng cho Phương Thiên Giật, tuy nhiên Phương Thiên Giật vẫn tin tưởng Thính Giao. Thính Giao đang mơ màng trong phòng, lúc này Phương Dư Trạch đến, anh còn nói Thính Giao gần đây tránh mặt mình, Phương Dư Trạch nói với Thính Giao rằng chuyện nhà họ đã có tiến triển. Thính Giao muốn biết sự thật, nhưng Phương Dư Trạch nói rằng tạm thời không thể nói, phải đợi khi có tiến triển mới kể. Ngay khi Phương Dư Trạch vừa rời đi đã bị Yến Nhi gọi lại, Yến Nhi còn hỏi Phương Dư Trạch liệu đã quên những lời hứa đã nói với cô ấy không. Phương Dư Trạch lại nói những lời hứa đó là dành cho Thính Giao, Yến Nhi còn nói cô ấy đã mang thai con của Phương Dư Trạch. Yến Nhi biết rằng Phương Dư Trạch vội vàng quan hệ với cô chỉ để lấy gia sản nhà Đồng, Phương Dư Trạch bóp cổ Yến Nhi và dọa nếu Thính Giao biết chuyện này sẽ giết Yến Nhi. Phương Dư Trạch thậm chí còn nói sẽ mang thuốc đến phòng Yến Nhi vào trưa ngày mai, Yến Nhi hoàn toàn mất trí về Phương Dư Trạch. Ngày hôm sau, Thính Giao cũng biết được chuyện Yến Nhi phát điên, Yến Nhi giờ đây cứ thấy Thính Giao là rất kích động, luôn kêu rằng mình mới là thiếu nải nải. Thính Giao còn nói với người hầu rằng nhất định không được để Yến Nhi phải chịu khổ. Phương Dư Trạch bây giờ cũng biết chuyện Yến Nhi phát điên và thuốc phá thai cũng đã cho Yến Nhi uống rồi. Vì đã điên nên Phương Dư Trạch cũng không còn muốn lấy mạng của cô ấy, dù sao giờ trong phủ tự nhiên có thêm xác chết Phương Thiên Giật cũng sẽ nghi ngờ. Thính Giao đến tìm Phương Thiên Giật muốn nhờ bác sĩ Trần khám cho Yến Nhi, nhưng Phương Thiên Giật nói bác sĩ Trần là bác sĩ phẫu thuật. Thính Giao vẫn cố gắng tìm cách cứu Yến Nhi, Thính Giao nói Yến Nhi là người thân của mình, cô đã từng rất cô đơn khi còn nhỏ, cũng nhờ có Yến Nhi ở bên cạnh. Phương Thiên Giật nói nếu Thính Giao hôn mình một cái, anh có thể giúp, Thính Giao chỉ đồng ý nếu anh có thể giúp được mình. Cô sẽ đáp ứng một điều kiện cho anh, Phương Thiên Giật mới nới lỏng miệng nói sẽ gọi bác sĩ Trần đến. Thực ra trong khoảng thời gian này, Thính Giao đã dần phát sinh tình cảm với Phương Thiên Giật, chỉ là cô chưa nói cho Phương Thiên Giật biết mà thôi. Thính Giao được biết từ miệng bác sĩ Trần rằng bệnh tình của Yến Nhi vẫn chưa khỏi hẳn, thực tế Thính Giao vẫn có chút lo lắng, nhưng cuộc trò chuyện của hai người lại bị Phương Dư Trạch nghe thấy. Phương Dư Trạch đã gay gắt chỉ trích Thính Giao, còn nói tại sao khi gặp khó khăn cô không tìm anh mà lại đi tìm Phương Thiên Giật, Phương Dư Trạch đã lộ ra bộ mặt thật của mình. Thính Giao vốn muốn giải thích nhưng Phương Dư Trạch đã ném chiếc ly xuống đất vỡ tan. Thính Giao không ngờ Phương Dư Trạch lại kích động như vậy, Phương Dư Trạch chỉ nói mình muốn một mình yên tĩnh, Thính Giao đành tạm thời rời đi. Phương Dư Trạch gục ngã ngồi trên sofa không biết phải làm gì. Thính Giao đi ở bên cạnh Yến Nhi đang phát điên, Thính Giao thực sự không biết trong ba người họ, rốt cuộc là ai đã thay đổi. Cô cảm thấy Phương Thiên Giật không đáng ghét như trước,
nhưng Phương Dư Trạch lại khiến cô cảm thấy khó hiểu. Yến Nhi không trả lời, chỉ mãi mê với bông hoa trong tay. Phương Thiên Giật vẫn chờ Phương Dư Trạch đến, Phương Thiên Giật còn cầm ly mời Phương Dư Trạch uống, chú cháu đã lâu không có dịp nói chuyện tử tế với nhau. Phương Dư Trạch nói anh thực sự rất nhớ những ngày cả hai ở học viện quân sự, Phương Thiên Giật còn nói rằng anh luôn nghĩ Phương Dư Trạch sẽ là phó tướng của mình. Phương Dư Trạch cười lạnh một tiếng tự hỏi tại sao Phương Thiên Giật không phải là phó tướng của mình. Phương Thiên Giật nói một cách nghiêm túc rằng anh thực sự biết Phương Dư Trạch đã làm những gì. Chỉ mong Phương Dư Trạch có thể dừng tay, nhưng Phương Dư Trạch lại không hề quan tâm, anh ta còn giả vờ như không biết gì. Phương Dư Trạch nói rằng từ khi còn nhỏ, dù anh có cố gắng thế nào đi nữa cũng không bao giờ nhận được lời khen ngợi của ông nội. Trong khi đó Phương Thiên Giật dù không làm gì cũng luôn được ông nội đối xử rất tốt. Phương Dư Trạch cố tình thiết kế cái bẫy để Thính Giao tràn đầy hy vọng rồi lại mất trí. Người hầu bà Trần cũng từng được mẹ của Phương Dư Trạch bảo vệ nên cũng đồng ý giúp anh ta làm việc. Ngày hôm sau, Thính Giao thấy bà Trần đang hái hoa mộc lan, Thính Giao cũng thích hoa mộc lan. Bà Trần cố tình kể cho Thính Giao nghe chuyện ngày xưa Phương Thiên Giật là thiếu gia của nhà Phương. Vì thế người thiếu gia của nhà Phương ngày xưa chính là Phương Thiên Giật, Thính Giao lập tức hiểu ra mọi chuyện. Trong lòng Thính Giao rất vui mừng, không ngờ người mà cô gặp khi còn nhỏ chính là Phương Thiên Giật. Sau khi trở về, Thính Giao rất phấn khích và lấy ra bùa hộ mệnh mà Phương Thiên Giật đã tặng cho mình ngày xưa từ trong tủ quần áo. Thực ra, hai người từ nhỏ đã có duyên gặp gỡ và người mà Thính Giao luôn yêu thương hóa ra cũng là Phương Thiên Giật, cô cảm thấy rất vui trong lòng. Lúc đó, bà Trần mang đến một bức thư, Thính Giao rất ngạc nhiên, cô mở thư ra và cảm thấy rất tức giận. Cấp dưới nói với Phương Thiên Giật rằng Thính Giao muốn gặp anh tối nay, dù không biết Thính Giao định làm gì, nhưng Phương Thiên Giật vẫn rất vui. Thính Giao nhìn vào nội dung bức thư, hóa ra là Phương Thiên Giật đã sai người giết hết mọi người trong nhà Đồng, chỉ để lại mình Thính Giao. Khi thấy ấn của Phương Thiên Giật, Thính Giao càng chắc chắn rằng chính Phương Thiên Giật đã giết cả nhà mình. Tối đó, Phương Thiên Giật đến cuộc hẹn để gặp Thính Giao, Phương Thiên Giật còn nghĩ rằng Thính Giao nhớ lại người mà cô đã gặp dưới gốc cây 15 năm trước chính là Phương Thiên Giật. Tuy nhiên, giọng nói của Thính Giao lại rất buồn bã, cô thắc mắc tại sao Phương Thiên Giật lại giết hết mọi người trong nhà Đồng. Thính Giao còn nói cô nhận ra chữ viết của Phương Thiên Giật và còn có ấn, Thính Giao nói rằng Phương Thiên Giật đã luôn lừa dối mình. Phương Thiên Giật hỏi Thính Giao liệu chỉ vì một bức thư vô lý mà cô sẵn sàng xóa bỏ hết lòng tin dành cho anh. Thính Giao nói với Phương Thiên Giật rằng cô chưa bao giờ tin tưởng anh, cô tiếp cận Phương Thiên Giật cũng chỉ để lợi dụng anh. Trong lúc nói chuyện, Thính Giao đã rút ra một con dao để báo thù cho cha mình. Phương Thiên Giật nói rằng anh chưa bao giờ làm điều gì để tổn hại đến nhà họ Đồng, anh còn hỏi Thính Giao có tin anh không, Thính Giao lắc đầu trong nước mắt. Khi ấy, Phương Thiên Giật nói với Thính Giao rằng cô có thể giết anh ngay bây giờ. Thính Giao cầm dao nhưng chần chừ không dám đâm xuống, cuối cùng Phương Thiên Giật đã tự đâm dao vào ngực mình. Thính Giao nhìn thấy máu tươi chảy ra từ miệng Phương Thiên Giật, anh lập tức ngã xuống đất, Thính Giao lúc này mới hoàn hồn và vội vàng chạy đến đỡ Phương Thiên Giật. Sự lo lắng của Thính Giao rất rõ ràng, lúc này cấp dưới chạy đến và đẩy Thính Giao ra, nhìn vào Phương Thiên Giật trong tay mình và sắp sửa bắn chết Thính Giao, nhưng lại bị Phương Thiên Giật ngăn cản. Thính Giao không biết có nên tin Phương Thiên Giật hay không, trước khi đi, Phương Thiên Giật chỉ nói với Thính Giao rằng cô sẽ hối hận. Thính Giao lảo đảo rời đi, nghĩ về những gì Phương Thiên Giật đã làm vì mình, nước mắt của cô bắt đầu không ngừng rơi. Thính Giao lần đầu tiên cảm nhận được mùi vị của nỗi đau lòng, tay cô đã dính đầy máu của Phương Thiên Giật, không thể rửa sạch trong suốt cuộc đời này. Thính Giao muốn khóc thật to ngay tại chỗ, Phương Dư Trạch đến và ôm lấy Thính Giao, nhìn cô khóc mà tỏ ra một niềm vui chiến thắng. Sáng hôm sau, Thính Giao đi ăn sáng, nhưng bà lão vẫn đang đợi Phương Thiên Giật đến ăn sáng. Lúc này, phó tướng đến báo tin sẽ có chiến dịch, Phương Thiên Giật sẽ ẩn giật trong một thời gian gần đây và cũng thông báo cho mọi người rằng tháng sau Phương Thiên Giật đã đồng ý cưới Kỷ tiểu thư. Thính Giao nghe thấy điều này, thậm chí cô còn vô tình làm đổ súp lên áo, có vẻ như Phương Thiên Giật thực sự đã mất trí về mình. Thính Giao đi tìm Yến Nhi để nói chuyện, thực ra khi con dao đâm vào ngực Phương Thiên Giật, Thính Giao cũng cảm thấy đau đớn ở ngực mình, cô biết mình đã vô tình yêu Phương Thiên Giật. Thính Giao nói rằng cứ mỗi lần thấy Phương Thiên Giật gặp chuyện không may là cô lại cảm thấy lo lắng. Và tháng tới cô sẽ kết hôn với Phương Dư Trạch, Phương Thiên Giật cũng sắp lấy người khác làm vợ, có lẽ giữa hai người sẽ không còn dính líu gì nữa. Tối đó, Thính Giao vẫn muốn đi kiểm tra tình trạng vết thương của Phương Thiên Giật, nhưng đến cửa lại không dám gõ cửa. Phó tướng đến và đuổi Thính Giao đi, Thính Giao nói cô muốn gặp Phương Thiên Giật, nhưng phó tướng nói Phương Thiên Giật không muốn gặp cô. Phó tướng cảm thấy không công bằng cho Phương Thiên Giật, Thính Giao nói cô đã chứng kiến Phương Thiên Giật giết hại người mẹ nuôi của mình. Thính Giao nói những điều gọi là sự thật này, cô luôn chỉ muốn biết sự thật, nhưng bây giờ khi có người nói cho cô biết sự thật, mọi người lại đến trách cứ cô. Thính Giao chỉ muốn biết ai đã giết hết mọi người trong nhà Đồng, nhưng không ai nói cho cô biết. Cuối cùng phó tướng cũng không thể nhịn được nữa, vì vậy anh ta sẵn sàng nói cho Thính Giao biết sự thật, không thể để Thính Giao hiểu lầm Phương Thiên Giật và thậm chí còn muốn giết anh. Thính Giao theo phó tướng ra ngoài và đã được nghe toàn bộ sự thật. Khi biết gia đình Thính Giao bị diệt, Phương Thiên Giật là người đầu tiên đến hiện trường. Thính Giao vẫn không hiểu tại sao Phương Thiên Giật lại giết người mẹ nuôi của mình,
Phó tướng giải thích rằng điều đó là do người mẹ nuôi muốn giết Thính Giao để bịt miệng. Những người sống sót được mang về từ nhà họ Đồng không phải là người nhà Đồng, họ là những binh sĩ được huấn luyện bài bản, họ cũng không có thông tin có lợi, vì vậy Thính Giao đã giết những kẻ thù này. Lúc này Thính Giao mới sáng tỏ, cô nhìn vào lá thư cuối cùng cũng xác nhận chữ viết và con dấu đều là của Phương Thiên Giật. Nhưng phó tướng chỉ cười nói Thính Giao quá ngây thơ, nếu thực sự là tài liệu mật thì không thể để Thính Giao nhìn thấy được. Thính Giao cầu xin phó tướng cho mình gặp anh một lần nữa, nhưng phó tướng chỉ để lại lời cuối cùng Phương Thiên Giật nói, rằng vì cả hai sẽ kết hôn với người khác, từ đây về sau họ sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa. Thính Giao quỳ xuống đất khóc nức nở, cô mới nhận ra mình yêu Phương Thiên Giật nhiều đến thế nào, nhưng mọi thứ đã quá muộn. Thính Giao rất hối hận vì đã làm tổn thương Phương Thiên Giật, hàng ngày cô đều đứng ngoài phòng Phương Thiên Giật chỉ mong gặp anh một lần, nhưng cuối cùng vẫn bị phó tướng đuổi đi. Thính Giao nói rằng bây giờ cô cũng không muốn làm thiếu nải nải của nhà Phương nữa, phó tướng cảm thấy Thính Giao đã khiến Phương Thiên Giật khổ đủ rồi. Lý do Phương Thiên Giật không nói sự thật cho Thính Giao chính là để bảo vệ cô, vì vậy tất cả những gì Phương Thiên Giật làm đều vì để bảo vệ Thính Giao. Và con dao này là vật kỷ niệm mà lão gia để lại cho Phương Thiên Giật, chỉ là không ngờ Thính Giao lại dùng nó để giết chính mình. Thính Giao yêu cầu phó tướng chuyển ngọc bội cho Phương Thiên Giật, cô cũng sẽ làm rõ sự thật. Thính Giao tìm đến bà Trần để hỏi chuyện lá thư ngày đó, nhưng bà Trần chỉ giả vờ như không biết gì cả. Thính Giao lẻn vào phòng làm việc của Phương Dư Trạch, cô bất ngờ thấy lá thư Phương Dư Trạch để trên bàn. Lúc Phương Dư Trạch đến, Thính Giao vội vàng đặt lại thư vào vị trí cũ. Phương Dư Trạch cũng nhận ra Thính Giao đã nhìn thấy lá thư trên bàn, thực ra cả hai đều giả vờ như không quan tâm. Trong thời gian này, bà lão rất vui vì con trai và cháu trai đều sắp kết hôn, lúc này Kỷ Tiểu Thư đang dắt tay Phương Thiên Giật đến. Bà lão nhận thấy gần đây Thính Giao không có vẻ vui vẻ của một cô dâu mới, lúc này Kỷ Tiểu Thư đã dắt Phương Thiên Giật vào, nhưng Phương Thiên Giật lại không hề nhìn Thính Giao lấy một cái. Bà lão thấy sắc mặt Phương Thiên Giật không tốt, rất lo lắng, Kỷ Tiểu Thư còn cố ý nói rằng vì sắp thành một nhà với Thính Giao, nên chuyện cũ nên được xóa bỏ. Thính Giao nói sau này Kỷ Tiểu Thư là người lớn của mình nên tự nhiên không để bụng. Cô gái nhà Kỷ bảo Phương Thiên Giật giúp cô đeo vòng tay, ánh mắt Phương Thiên Giật chỉ dành trọn cho Kỷ Tiểu Thư, Thính Giao nhìn thấy mà lòng đau khổ. Thính Giao đi tìm Nhạn Nhi để tâm sự, cô nói mình rất muốn giữ Phương Thiên Giật lại, nhưng mọi thứ đã quá muộn. Lúc Nhạn Nhi phát điên, cô vẫn nói rằng Thính Giao đừng lấy thiếu gia, Nhạn Nhi luôn nói rằng mình mới là bà chủ nhỏ. Sau đó lén lút đưa cho Thính Giao một mảnh giấy, Thính Giao như hiểu ra điều gì đó vội vàng cầm lấy mảnh giấy đi ra ngoài. Khi Thính Giao mở ra xem, thì ra đó là một dãy số di truyền, con số này giống với những gì cô đã thấy trong phòng của Dư Trạch. Cô cũng rất ngạc nhiên không hiểu tại sao Nhạn Nhi lại có mảnh giấy này. Khi Thiên Giật thấy Thính Giao đến, anh ta cố tình giữ khoảng cách thân mật với Kỷ Tiểu Thư, thực ra chỉ là để khiến Thính Giao tránh xa mình. Kỷ Tiểu Thư cũng biết rằng mình chỉ là cái cớ để Thiên Giật rời xa Thính Giao mà thôi. Thính Giao mặc váy cưới, nhưng trong lòng không hề vui vẻ. Dư Trạch giúp cô đeo vòng cổ, và lúc này Kỷ Tiểu Thư đã dắt Thiên Giật lại gần. Thiên Giật nhìn Thính Giao trong bộ váy cưới và đã lơ đãng mất tập trung, cuối cùng là Kỷ Tiểu Thư đã gọi Thiên Giật lại. Thiên Giật trả lời Kỷ Tiểu Thư một cách lạnh lùng. Thính Giao nói với Dư Trạch rằng cô đã thử xong và sau đó chuẩn bị thay váy cưới. Tuy nhiên, cô suýt nữa đã ngã và Thiên Giật đã giữ cô lại, nhưng tay Thính Giao lại chạm vào vết thương của Thiên Giật, anh ta phải chịu đau và giả vờ như không có chuyện gì. Thiên Giật chuẩn bị hút thuốc ở hành lang và lúc này Thính Giao đã đến. Thính Giao giả vờ như không thấy Thiên Giật, nhưng sau khi đi qua, cô đã gọi anh ta lại. Thính Giao hỏi Thiên Giật có ổn không và anh ta khinh thường nói vẫn ổn. Thính Giao nói với Thiên Giật liệu anh có thể không cưới Kỷ Tiểu Thư không và lý do là cô không muốn. Thiên Giật nói rằng trước đây anh đã không biết bao nhiêu lần khuyên Thính Giao đừng gả cho Dư Trạch, nhưng cô cũng không đồng ý. Thiên Giật nắm cằm Thính Giao và nói rằng Thính Giao ích kỷ và bản thân anh cũng không phải là tất cả của Thính Giao. Lúc này, Kỷ Tiểu Thư đến tuyên bố chủ quyền và yêu cầu Thính Giao phải giữ khoảng cách xa hơn với người đàn ông của mình. Sau đó, Thiên Giật dắt tay Kỷ Tiểu Thư chuẩn bị rời đi, nhưng Thính Giao đã gọi lại Thiên Giật và nói rằng cô tin tưởng anh. Thiên Giật không hề quay đầu lại mà chỉ đi thẳng. Thính Giao biết rằng bệnh của Thiên Giật vẫn chưa khỏi và cô thấy bác sĩ Trần lợi dụng bóng đêm để đi chữa bệnh cho Thiên Giật. Sau khi bác sĩ và phó sĩ quan ra về, Thính Giao mới lén lút vào phòng Thiên Giật, nhìn anh đang ngủ say, cô rất lo lắng. Dư Trạch cũng biết rằng Thính Giao đã đi gặp Thiên Giật và anh rất tức giận. Thính Giao muốn xem vết thương của Thiên Giật, nhưng Thiên Giật đã tỉnh dậy. Thiên Giật hỏi Thính Giao tại sao lại ở đây và Thính Giao nói rằng cô chỉ lo lắng cho tình trạng bệnh của anh. Thiên Giật quay lưng lại với Thính Giao và bảo cô về, nhưng Thính Giao đột nhiên ôm lấy Thiên Giật và nói rằng anh đừng cưới Kỷ Tiểu Thư. Nhưng Thiên Giật không chịu đồng ý. Thiên Giật đột ngột bật dậy từ trên giường, Thính Giao ôm lấy Thiên Giật từ phía sau và cầu xin anh đừng lờ đi mình. Thính Giao biết rằng dù Thiên Giật và Kỷ Tiểu Thư có thân mật như thế nào, nhưng cô biết rằng Thiên Giật không nỡ giết mình. Thính Giao nói rằng cô rất sợ, sợ mất đi Thiên Giật. Mỗi lần Thiên Giật đi thực hiện nhiệm vụ, Thính Giao lại cảm thấy sợ hãi một cách vô cớ. Trước đây cô không hiểu tại sao, nhưng bây giờ cô đã biết.
Thính Giao chủ động nói thích Thiên Giật và Thiên Giật thậm chí không dám tin vào tai mình. Thính Giao nói rằng cô cũng không biết từ khi nào đã bắt đầu thích Thiên Giật, trước kia Thiên Giật luôn nói rằng sẽ bảo vệ Thính Giao nên không nói gì với cô cả. Thính Giao ôm lấy Thiên Giật, cô chỉ muốn cùng anh đối mặt với mọi thứ. Thiên Giật muốn gỡ bỏ lớp phòng vệ trong lòng và ôm lấy Thính Giao, nhưng tay anh lại thu về trong không trung. Sau một hồi suy nghĩ, Thiên Giật vẫn ôm lấy Thính Giao. Thiên Giật nói rằng anh đang hít thở khí độc cùng Thính Giao và sau đó Thiên Giật đã hôn Thính Giao. Thiên Giật đã hôn Thính Giao và anh cũng nói rằng mình đã thích cô ngay từ cái nhìn đầu tiên khi gặp Thính Giao. Hai người đã xin được ở bên nhau và những mâu thuẫn giữa họ cũng cuối cùng đã được giải quyết. Thực ra, Dư Trạch cũng biết rằng Thính Giao sẽ không quay lại bên mình nữa, mặc dù hai người kết hôn là do một hợp đồng, nhưng trong lòng Dư Trạch vẫn rất tức giận. Ngày hôm sau, Thiên Giật tìm đến Kỳ Tiểu Thư và nói rằng không cần giúp mình diễn kịch nữa. Kỳ Tiểu Thư cũng biết rằng nhiệm vụ của mình coi như đã hoàn thành, cuối cùng cô ấy cũng sẽ phải rời đi. Cô ấy từng nghĩ rằng màn kịch này sẽ tiếp tục diễn ra, chỉ là không ngờ rằng sẽ kết thúc nhanh như vậy. Kỳ Tiểu Thư rất đau lòng và nói rằng cha mình sẽ không giúp cô ấy nữa. Thiên Giật bây giờ cảm thấy chỉ cần có thể ở bên Thính Giao là đủ. Thính Giao đi tìm phó sĩ quan và cũng hỏi về chuyện của Dư Trạch, có lẽ Dư Trạch cũng sẽ bắt chước chữ viết của Thiên Giật. Thực ra, dù phó sĩ quan không nói một lời nào, nhưng Thính Giao dường như cũng hiểu ra một số chuyện. Phó sĩ quan tốt bụng nói với Thính Giao rằng có thể đây không phải là việc cô có thể giải quyết. Thính Giao vẫn muốn tìm hiểu một số chuyện, nhưng vì phó sĩ quan giữ miệng khá chặt nên không nói gì cả. Thính Giao cũng lấy ra một bức thư và hỏi phó sĩ quan ý nghĩa của những từ ngữ trên đó là gì, nhưng phó sĩ quan nói đó không phải là số mà là mật mã. Phó sĩ quan cảm thấy không yên, Thính Giao chỉ yêu cầu phó sĩ quan đừng nói chuyện này với Thiên Giật. Dư Trạch mời Thiên Giật đi uống rượu và Thiên Giật cũng vui vẻ đồng ý. Dư Trạch còn hỏi Thiên Giật tại sao không công nhận Thính Giao là hôn thê của mình. Nhưng Thiên Giật không trả lời, Dư Trạch thì nói rằng có lẽ Thiên Giật đã sớm thích Thính Giao, biết rằng khi đó Thiên Giật đến nhà Đồng là đã thích cô ấy. Dư Trạch cũng nói rằng Thính Giao sớm muộn gì cũng sẽ trở lại tay mình. Thiên Giật nói rằng Thính Giao đã sớm là người của mình rồi và dù họ có kết hôn đi chăng nữa thì điều đó cũng không thể thay đổi. Dư Trạch cũng không chịu kém cạnh, nói rằng từ giờ trở đi Thính Giao chỉ là người phụ nữ của mình. Dù hai người nói chuyện rất bình tĩnh nhưng lại mang theo sự châm chọc lẫn nhau, Dư Trạch chuẩn bị ra về. Thiên Giật đứng dậy cảnh báo Dư Trạch đừng làm tổn thương Thính Giao. Ngày hôm sau, Thính Giao lợi dụng việc nấu sâm cho Dư Trạch để cố tình vào phòng làm việc của anh ta tìm kiếm manh mối. Dư Trạch rất thông minh tự nhiên là nhận ra ý đồ của Thính Giao. Thính Giao còn cố tình nói về ấn của Thiên Giật, hỏi Dư Trạch có bao giờ thấy không. Dư Trạch vội vã phủ nhận rằng mình chưa từng thấy. Thính Giao lợi dụng khi Dư Trạch rời đi đã vào phòng làm việc của anh ta tìm kiếm manh mối. Thính Giao rất hoảng sợ rằng Dư Trạch quay trở lại. Thính Giao phát hiện ra một ngăn kéo có một chìa khóa và cô đã sử dụng kẹp tóc của mình để mở khóa. Bên trong lại chứa rất nhiều thư từ. Thính Giao thấy một cuốn sổ tay, bên trong toàn là mật mã và cô vội vã chép lại những mật mã đó. Lúc này cô nghe thấy tiếng xe hơi biết rằng Dư Trạch có thể đã về, cô vội vàng dọn dẹp đồ đạc và rời đi. Khi Dư Trạch trở lại phòng làm việc, nhìn những bức thư không quan trọng, sau đó anh phát hiện ra trên giấy là mật mã của mình. Anh mở ngăn kéo và phát hiện ra cuốn sổ mật mã cũng đã bị ai đó động vào, có vẻ như Thính Giao đã phát hiện ra bí mật này. Thiên Giật vừa mới phục hồi sức khỏe đã đi tập luyện, Dư Trạch còn cố tình đến kích thích Thiên Giật nói rằng mình sắp kết hôn với Thính Giao. Thiên Giật đi và luôn cảm thấy Dư Trạch chắc chắn không phải là người yên phận. Hiện tại, lễ cưới sắp được tổ chức, anh phải giải quyết mọi việc. Sau khi bận rộn với công việc, Thính Giao đến gặp Thiên Giật, bây giờ Thính Giao cũng thỉnh thoảng đến đây. Thính Giao lo lắng vì ngày cưới đang đến gần, Dư Trạch nói với Thính Giao đừng lo lắng, anh sẽ xử lý tốt mọi thứ. Thiên Giật mặc quân phục chuẩn bị lên đường, phó sĩ quan vẫn rất lo lắng cho sức khỏe của Thiên Giật. Sau khi giải quyết xong việc này anh cũng nên nghỉ ngơi thật tốt. Bà lão biết rằng Thiên Giật sớm ra ngoài bận rộn, bà vẫn rất lo lắng cho sức khỏe của anh. Tối hôm đó, Dư Trạch gọi điện và biết được Thiên Giật lại phá hủy kho vũ khí của họ. Anh rất tức giận, anh chỉ muốn tìm mọi cách để làm cho Thiên Giật thất bại và mang tiếng xấu. Sau đó Dư Trạch cũng gọi điện cho ông già nhà họ Kỳ để xin giúp đỡ. Rốt cuộc ông già nhà họ Kỳ chắc chắn rất ghét Thiên Giật vì Thiên Giật đã đùa giỡn với con gái ông. Bây giờ anh ta muốn hợp tác với ông già nhà họ Kỳ. Sau khi nhận cuộc gọi, Dư Trạch rất tức giận và đã cúp máy. Dư Trạch biết rằng Thính Giao chính là điểm yếu của Thiên Giật, vì vậy anh ta chắc chắn sẽ tận dụng điều này. Bây giờ, chuyện của Thính Giao và Thiên Giật cũng đã bị bà lão nhà họ Phương biết. Lần này Thính Giao không phản bác, bà lão rất tức giận và nói rằng Thính Giao không biết xấu hổ. Thính Giao hiểu suy nghĩ của bà lão, cô cũng hiểu rằng bà làm vậy là vì nhà họ Phương, nhưng việc này lại bỏ qua cảm xúc của Thiên Giật. Bà lão nói rằng từ khi bà kết hôn vào nhà họ Phương, bà đã sớm bỏ qua cảm xúc của bản thân. Bà lão nói rằng không cho Thính Giao tiếp cận Thiên Giật không chỉ vì nhà họ Phương mà còn vì điều tốt cho nhà họ Phương. Ngày xưa, ban đầu là để Thiên Giật cầu hôn nhà họ Đồng, nhưng người xem tướng lại nói rằng Thính Giao sẽ là cái chết của Thiên Giật. Thính Giao không ngờ chỉ vì một câu nói của thầy bói mà cô và Thiên Giật đã lỡ mất nhau bao nhiêu năm, và cũng vì một câu nói của thầy bói, Thính Giao chưa từng gặp người ngoài.
Thính Giao cũng nói với bà lão rằng cô biết điều, sau đó cô đã rời đi. Thính Giao làm bánh ngọt mang đến cho Nhạn Nhi. Thực ra Thính Giao biết rằng Nhạn Nhi không điên, cô cũng nói rằng mình sẽ tìm cơ hội vào phòng làm việc của Dư Trạch. Nhạn Nhi vốn còn đang giả vờ ngơ ngác, nhưng khi nghe thấy câu này, biểu cảm của cô ấy lập tức thay đổi. Thính Giao lợi dụng lúc Dư Trạch vắng nhà, đã lén lút vào phòng của anh ta, dùng kẹp tóc mở thành công ngăn kéo của Dư Trạch. Cô muốn tiếp tục chép mật mã, Thính Giao vừa lấy một cuốn sách ra và đứng lên ngón chân để dịch nội dung trong mật mã, không hề biết rằng Dư Trạch đã đứng ở cửa và quan sát mọi chuyện. Thính Giao dịch ra và phát hiện nội dung lại là về việc diệt môn nhà họ Đồng, vậy thì thủ phạm chính là Dư Trạch. Lần này Thính Giao hoàn toàn bị sốc. Dư Trạch bước vào, Thính Giao không thể nào trốn được. Dư Trạch nắm lấy mặt Thính Giao và hỏi cô có thật lòng không. Thính Giao nói rằng ban đầu cô thật lòng, nhưng bây giờ khi Dư Trạch định hôn cô thì bị Thính Giao tát một cái. Dư Trạch rất xúc động, cảm thấy từ nhỏ đến lớn Thiên Giật luôn giành lấy mọi thứ của mình, bây giờ cũng vậy. Trong khi Dư Trạch nói rằng anh yêu Thính Giao, Thính Giao nói nếu thật sự yêu cô thì làm sao có thể giết cả gia đình cô. Thính Giao còn gọi Dư Trạch là kẻ nhát gan. Dư Trạch liền tát lại Thính Giao một cái và siết chặt cổ cô, anh muốn chiếm đoạt Thính Giao cho riêng mình. Thính Giao đã cố gắng chống cự, nhưng cuối cùng vẫn bị Dư Trạch bắt được. Dư Trạch cố tình xâm phạm Thính Giao, trong khi đó Thiên Giật cho rằng nguồn tài chính và quân sự của Dư Trạch đã bị mình cắt đứt và cho rằng Dư Trạch cũng không thể gây ra chuyện gì nữa. Lúc này, phó sĩ quan nói rằng Thính Giao đã nghi ngờ Dư Trạch và có thể Thính Giao sẽ âm thầm điều tra chuyện này. Dư Trạch vẫn tiếp tục xâm phạm Thính Giao, bà Trần còn mang tới thuốc sắc muốn Thính Giao uống. Hiện tại Thính Giao trông như mất hồn mất vía, Dư Trạch lại giả vờ cho Thính Giao ăn, nhưng Thính Giao không liếc mắt nhìn anh ta lấy một cái. Thính Giao hỏi Dư Trạch từ khi nào bắt đầu nghi ngờ mình, Dư Trạch lại nói rằng mình luôn có người theo dõi Thính Giao. Dư Trạch rất ác độc, anh ta cảm thấy như Thiên Giật đã cướp đi mọi thứ thuộc về mình. Dư Trạch từng biết Thiên Giật định cầu hôn nhà họ Đồng, vì vậy mới năn nỉ mẹ mình tìm người xem tướng nói rằng Thiên Giật không phù hợp với Thính Giao. Lý do Dư Trạch muốn giết hết mọi người trong nhà họ Đồng là vì biết họ có bản đồ quân sự, anh ta muốn đánh bại Thiên Giật. Thính Giao mới hiểu ra rằng Dư Trạch luôn lợi dụng mình, nhưng Dư Trạch lại nói rằng anh ta đã rung động trước Thính Giao ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng Thính Giao đã quá làm anh thất vọng. Dư Trạch còn cười nói rằng Thính Giao sắp sửa gặp lại Thiên Giật. Lúc này Thiên Giật vừa trở về đã tìm khắp nơi Thính Giao và Dư Trạch đang ngồi trong phòng của Thính Giao, còn giả vờ mời Thiên Giật uống rượu. Thiên Giật chỉ muốn tìm thấy Thính Giao, Dư Trạch lại nói rằng Thính Giao đã chính thức trở thành người phụ nữ của mình. Điều này làm Thiên Giật rất tức giận, anh thậm chí rút súng chỉa vào Dư Trạch. Thiên Giật đặt câu hỏi cho Dư Trạch về việc Thính Giao đã đi đâu, thậm chí Thiên Giật còn rút súng ra và nói sẽ giết Dư Trạch. Dư Trạch chỉ cười khẩy và nói rằng hãy suy nghĩ kỹ trước khi bắn, nếu không anh ta sẽ không bao giờ gặp lại Thính Giao trong đời này. Dư Trạch đến gặp bà lão nhà họ Phương và bây giờ bà lão cũng bị Dư Trạch giam giữ. Anh ta giả vờ nói rằng trong nhà sẽ có một trận chiến khốc liệt và anh ta làm như vậy để bảo vệ sự an toàn của bà lão. Trong lòng bà lão vẫn luôn nghĩ về Thiên Giật, nhưng Dư Trạch lại cảm thấy bà chỉ nghĩ về Thiên Giật mà không nghĩ đến mình. Bà lão nói rằng bà chưa bao giờ thiên vị ai, mỗi người đều có vị trí của riêng mình. Dư Trạch cảm thấy từ nhỏ Thiên Giật đã được giao phó mọi trách nhiệm, trong khi bản thân mình không nhận được gì. Bà lão nói rằng ông lão chỉ muốn Dư Trạch an toàn và bình yên qua đời, nhưng Dư Trạch cảm thấy mình chịu đựng sự bất công chỉ vì là con của người hầu. Dư Trạch nói với bà lão rằng nửa tiếng sau sẽ có một màn kịch hay và bảo bà lão đến xem vào lúc đó. Lúc này, Thiên Giật bị những tay sai của Dư Trạch trói lại. Thiên Giật lo lắng cho sự an nguy của Thính Giao và mẹ mình nên không dám phản kháng. Thiên Giật đặt câu hỏi với Dư Trạch về lý do tại sao lại giết cha mình ngày xưa và Dư Trạch thậm chí không phủ nhận điều đó. Hóa ra chuyện này là thật, Thiên Giật nói rằng ban đầu mình cũng không tin, cho đến khi gần đây tìm thấy bằng chứng mới buộc phải tin rằng chính Dư Trạch đã giết cha mình. Dư Trạch nói rằng ông nội đã phát hiện ra bí mật của mình, vì vậy anh ta không có cách nào khác là phải giết ông. Việc giết hết mọi người trong nhà họ Đồng là vì tài sản của gia đình Dong, Dư Trạch còn chế nhạo rằng anh ta muốn nhìn thấy Thính Giao và Thiên Giật đau khổ lẫn nhau như thế nào. Và cũng nói rằng mạng sống của Thiên Giật hiện tại vẫn còn rất có ích cho mình. Thiên Giật sẵn sàng đưa tất cả những gì trong tay mình cho Dư Trạch, chỉ mong anh ta tha cho Thính Giao và mẹ mình. Nhưng Dư Trạch nói những điều đó vẫn chưa đủ, anh ta còn muốn những thứ khác và Thiên Giật cũng đã đồng ý. Dư Trạch thực sự biết rằng Thính Giao và bà lão nhà họ Phương chính là điểm yếu của Thiên Giật. Dư Trạch nói rằng thực ra từ nhỏ đến lớn anh ta luôn ngưỡng mộ Thiên Giật, từng nghĩ rằng anh ta không sợ điều gì, nhưng cuối cùng Dư Trạch vẫn phát hiện ra điểm yếu của Thiên Giật chính là Thính Giao. Dư Trạch còn nói nếu như Thiên Giật không có điểm yếu, có lẽ anh ta sẽ không bao giờ thắng được Thiên Giật. Thính Giao liên tục bị bà Trần giám sát, lúc này có hai người đến đưa Thính Giao đi. Dư Trạch đã tự viết một văn bản bổ nhiệm yêu cầu Thiên Giật chuyển giao tất cả quyền lực cho mình, rồi chỉ đợi Thiên Giật ký tên. Lúc này, Dư Trạch dẫn bà lão và Thính Giao đến, bà lão rất kích động yêu cầu Dư Trạch thả Thiên Giật. Dư Trạch bây giờ giống như một kẻ điên, không thèm nghe ai nói. Dư Trạch còn lấy dao găm lướt trên người Thiên Giật, anh ta không cho phép Thiên Giật chết nhanh như vậy,
mà muốn từ từ tra tấn Thiên Giật. Dư Trạch cầm trên tay chiếc dao găm là món đồ yêu quý nhất của ông lão vào năm xưa, cũng là do thợ rèn giỏi nhất đặt làm. Dư Trạch đã xin ông lão 3 lần nhưng đều không được cho, cuối cùng lại rơi vào tay Thiên Giật. Dư Trạch còn nói rằng chính Thính Giao đã dùng chiếc dao găm này đâm vào ngực Thiên Giật. Thính Giao hiện đã không còn sức lực để chống cự, chỉ cầu xin Dư Trạch hãy giết mình. Dư Trạch nói anh ta đã muốn có được chiếc dao găm này từ lâu và hôm nay sẽ dùng nó để luyện tay. Dư Trạch chuẩn bị hành động với Thiên Giật, anh ta dùng dao găm đâm thẳng vào vai Thiên Giật. Thính Giao và bà lão đều hét lên bảo anh ta dừng tay. Bà lão còn nói Dư Trạch làm như vậy sẽ phải chịu sự trừng phạt của trời. Dư Trạch còn công khai tuyên bố chính mình đã giết ông lão và cười to nói nếu có khả năng thì cầu xin ông trời trừng phạt mình. Khi nghe thấy điều này, bà lão rất kinh ngạc, thậm chí còn muốn lao tới và đấu tranh với Dư Trạch. Sau đó, Dư Trạch nói với bà lão hãy chờ đợi để thu thập thi thể Thiên Giật, tiếp theo đó anh ta lại một lần nữa đâm mạnh vào người Thiên Giật. Thính Giao cố gắng chống cự dù bị trói, nhưng cuối cùng vẫn bị Dư Trạch bắt được. Thính Giao cố gắng phản kháng, nhưng Dư Trạch dùng dao đe dọa cô. Nhãn Nhi nhân cơ hội tấn công nhằm giết chết Dư Trạch, nhưng kết quả lại bị Dư Trạch bắn chết. Thực ra, Nhãn Nhi chỉ muốn trả thù Dư Trạch, bởi vì kể từ khi bị buộc phải phá thai, Nhãn Nhi đã hận Dư Trạch sâu sắc. Trong lúc hấp hối, Nhãn Nhi nói lời xin lỗi với Thính Giao và yêu cầu cô nhất định phải trả thù cho nhà họ Đồng. Sau khi nói xong, Nhãn Nhi đã ngã xuống. Trong lúc đó, Thiên Giật đã lợi dụng cơ hội dùng con dao ẩn giấu sau lưng cắt dây trói. Dư Trạch xé áo Thiên Giật và định cắt bỏ dấu hiệu trên ngực Thiên Giật. Thính Giao cố gắng phản kháng nhưng vẫn bị bắt lại. Trong lúc Dư Trạch chuẩn bị đâm dao vào Thiên Giật, Thiên Giật đã thành công giải thoát dây trói và bắn chết các tay sai xung quanh của Dư Trạch. Dư Trạch và Thiên Giật đã vật lộn với nhau, Thiên Giật vẫn muốn Dư Trạch ra đầu thú, nhưng Dư Trạch vẫn không chịu. Vào giây phút cuối cùng, Thính Giao đã cầm súng theo cách mà Thiên Giật từng dạy và bắn chết Dư Trạch. Lúc này, phó sĩ quan và lính đã đến nơi, họ lo lắng cho sự an toàn của Thiên Giật. Dư Trạch đã bị bắn và gục xuống, Thiên Giật và Thính Giao cũng được giải cứu thành công. Thính Giao vội vàng chạy đến ôm lấy Thiên Giật. Lúc này Thiên Giật đã bị thương nặng, nhưng anh vẫn cố gắng nói rằng Thính Giao giờ đã có thể trở thành bà chủ hợp pháp của nhà quân sự. Nhưng Thính Giao khóc nói rằng mình không xứng đáng lấy Thiên Giật, dù Thiên Giật không quan tâm đến những điều này, nhưng Thính Giao vẫn quan tâm. Thiên Giật nói rằng Thính Giao phải lấy mình một cách chính thức và không bao giờ được rời xa mình. Thính Giao lần này đã chủ động hôn Thiên Giật, họ ước gì thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này. Đúng lúc đó, Dư Trạch vẫn còn thoi thóp đã nhặt súng bên cạnh nhắm vào Thính Giao. Phó sĩ quan đã kịp thời cứu bà lão và bà lão đã yêu cầu phó sĩ quan nhanh chóng đến hội trường cứu Thính Giao và Thiên Giật. Chỉ nghe thấy tiếng súng nổ, vào giây phút cuối cùng, Thiên Giật thấy Dư Trạch chuẩn bị bắn vào Thính Giao, anh ta liền đẩy Thính Giao xuống dưới thân mình. Thiên Giật bị bắn vào lưng, còn Thính Giao thì hoảng sợ bắn lại Dư Trạch nhiều phát, lần này Dư Trạch chắc chắn không thể sống sót. Thính Giao lo lắng nhìn Dư Trạch nôn ra máu, nhưng cô vẫn an ủi Thiên Giật rằng bác sĩ Trần chắc chắn sẽ có cách. Thiên Giật biết mình sắp không qua khỏi, anh vuốt ve khuôn mặt của Thính Giao và nhờ cô chăm sóc bản thân thật tốt, cũng như chăm sóc bà lão. Thính Giao khóc nói rằng bà lão nói cô sẽ làm hại chết Thiên Giật, đổ lỗi cho bản thân không nên ở bên cạnh Thiên Giật. Dư Trạch rất đau khổ và đã nôn ra máu, anh chỉ nói với Thính Giao rằng bản đồ quân sự luôn được giấu trong hòn ngọc và rằng mình không thể bảo vệ Thính Giao nữa. Sau khi nói xong câu này, Thiên Giật đã tắt thở, Thính Giao nhìn Thiên Giật và bật khóc, không ngờ hai người không thể ở bên nhau. Phó sĩ quan và binh sĩ đã vào, nhưng đã quá muộn. Mọi người quỳ xuống đất tiễn biệt Thiên Giật lần cuối. 5 năm sau, Thính Giao đã tiếp quản công việc của Thiên Giật. Kể từ khi Thiên Giật ra đi, Thính Giao hoàn toàn thay đổi. Có thể nói là cô đã hoàn toàn mất đi vẻ non nớt, giờ đây ngay cả ánh mắt của cô cũng rất sắc bén. Ngay cả khi kẻ địch cầm súng nhắm vào Thính Giao, cô cũng có thể kiểm soát tình hình nhanh hơn. Thính Giao làm việc rất quyết đoán, vì vậy việc hợp tác cũng rất suôn sẻ. Bây giờ, cả nhà họ Phương đều do Thính Giao bảo vệ. Vào lúc này, Thính Giao bất ngờ thấy một vệ sĩ ở cửa trông rất giống Thiên Giật. Người này có chút căng thẳng nói tên mình là Hà Vũ Thần. Thính Giao nhìn anh ta như thể thấy được Thiên Giật, cô cười rồi lại khóc, nhưng rốt cuộc anh ta không phải là Thiên Giật sẽ không bao giờ trở lại nữa.